Đã từng, vào một ngày không rõ trời ngập nắng hay kéo mưa dông của thế Pleistocene, một cá thể vượn trưởng thành đã tư giã cuộc đời tại thung lũng Awash phía đông châu Phi. Từ thời điểm chết đi cách đây 3,2 triệu năm, cô đã dần đi vào lãng quên vì giống loài của cô, vượn người phương Nam Australopithecus afarensis cũng tiếp bước cô đi tới bờ vực tuyệt chủng. Giống loài này đã bị loài mới tiến hóa với bộ não lớn thay thế. Họ tỏa ra khắp lục địa đen và từng bước thống trị thế giới. 3,2 triệu năm sau cái ngày định mệnh ấy, cụ thể là ngày 24 tháng 11 năm 1974, nhà nhân chủng học người Mỹ Donald Johanson đã có duyên tìm thấy một mảnh xương cánh tay của người vượn cổ ở thung lũng sông Ada thuộc khu vực Alpha phía đông bắc Ethiopia. Linh cảm đây có thể là bằng chứng có giá trị lịch sử. Nhóm nghiên cứu do ông Johanson dẫn đầu đã cẩn thận tìm kiếm và khai quật từng mảnh xương còn sót lại quanh vị trí phát hiện mảnh đầu tiên. Cứ thế, hóa thạch của vượn năm xưa dần thành hình. Hóa thạch gồm 47 xương không trùng lặp trên tổng số 207 xương của cùng một cá thể nữ khoảng 20 tuổi, cao chừng 1,05 mét và nặng khoảng 28 kg. Trong số 47 xương có đủ xương cánh tay, xương chân, xương sống, xương sườn, xương chậu, xương sọ và cả xương hàm dưới, nhưng hầu như thiếu vắng xương bàn tay và xương bàn chân. Đây được xác định là các mẫu xương hóa thạch của vượn người phương Nam được đặt tên là Lucy, theo tên bài hát nổi tiếng Lucy in the Sky with Diamonds của The Beatles mà nhóm nghiên cứu nghe đi nghe lại trong bữa tiệc mừng công. Trên các tạp chí chuyên ngành, hóa thạch Lucy, ngôi sao sáng nhất thời tiền sử tính tới thời điểm hiện tại, mang ký hiệu AL2881. Ông Johanson cho biết Lucy vô cùng quan trọng vì cô là một dạng hỗn hợp. Cô có các đặc điểm khác nhau của vượn nhân hình và con người. Mặc dù chỉ tìm thấy khoảng 40% xương của Lucy, song bấy nhiêu cũng đủ để tái hiện câu chuyện về vượn người phương Nam Australopithecus afarensis, một trong những tổ tiên sớm nhất của loài người chúng ta. Loài vượn người phương Nam mà Lucy là đại diện sống ở khu vực Đông Phi cách nay khoảng 3,7 triệu năm đến 3 triệu năm trước. Tên loài được đặt vào năm 1978, 4 năm sau khi hóa thạch Lucy được phát hiện, mang ý nghĩa loài vượn phía Nam đến từ Alpha. Ngoại hình họ vừa giống vượn, lại vừa giống người. Khuôn mặt họ dài nhô ra đằng trước, cung lông mày mỏng, xương gò má nổi bật và hàm răng khô với xương hàm chắc chắn. Bộ não nhỏ, dung tích não rơi vào khoảng từ 385 đến 550 cm khối, chỉ bằng khoảng 1/4 kích thước não bộ của một người hiện đại. Các đặc điểm như hộp sọ nhỏ, cánh tay dài, lồng ngực hình nón và bộ lông dày bao phủ cơ thể thì giống với vượn nhân hình. Còn xương sống, khung chậu và hai bên đầu gối lại tương tự con người. Cân nặng của loài Australopithecus afarensis dao động từ 25 đến 64 cân. Giống cái nhẹ hơn giống được trông thấy, chiều cao từ 1 đến 1,7 mét. Giống cái cũng thấp hơn giống được đáng kể. Qua nghiên cứu đồng vị carbon trong răng, thì loài này chủ yếu ăn hạt, củ, quả và cả lá cây. Vì thế, đỉnh răng khá nông, răng nành cũng nhỏ. Một bộ phận đông bao của Lucy về sau có săn bắt thêm thú nhỏ và nhặt trứng chim, trứng rùa, thậm chí là trứng cá sấu để đa dạng hóa nguồn thức ăn của mình. Không giống các loài thuộc họ người trước đó, Australopithecus afarensis bắt đầu đi bộ bằng hai chân. Những đặc điểm mô hình xương thân dưới của hóa thạch Lucy thể hiện rất rõ điều đó. Chưa kể, Lucy được phỏng đoán trâu chơi do ngã cây. Cô rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống mặt đất. Nguyên nhân là vì hóa thạch của cô được tìm thấy ở khu vực bị cây bao phủ. Và sau khi chụp chiếu xương, nhóm nghiên cứu phát hiện xương vai trái, xương chậu, mặt cá chân và đầu gối phải của cô bị vỡ vụn. Đặc biệt phần xương cánh tay gần như vỡ nát. Nếu vẫn dành leo treo bằng tứ chi thì làm sao mà nên nổi? Vậy là rất có thể cô phải chờ tới tận giai đoạn tiến hóa thứ hai, người đứng thẳng Homo erectus, con người mới chuyển sang tư thế đứng thẳng,
mà họ đã bước đi và trèo cây theo cách của con người từ thời Lucy tồn tại. Khác mỗi cái là họ đi chưa thành thục và chưa thể đi bộ quãng đường dài như chúng ta mà thôi. Nhưng lúc này, loài của Lucy vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với việc trèo cây. Rất có thể, họ sống trên những vùng đồng cỏ hoặc rừng cây gần sông, hồ và trú ẩn trên những tán cây để tránh thú dữ vào ban đêm. Mặc dù giới khảo cổ chưa tìm ra công cụ lao động nào có liên quan trực tiếp tới vượn người phương Nam Australopithecus afarensis, song nhìn vào đôi tay tương đối khéo léo, thích hợp cầm nắm sử dụng đồ vật một cách có kiểm soát, thì hẳn là họ đã biết dùng các công cụ lao động thô sơ trong quá trình sinh tồn, chẳng hạn như các công cụ bằng đá. Trong khi hồ sơ những người tiên nhiệm vẫn còn chìm trong sương mù chưa lần ra vết dấu, hóa thạch khá nguyên vẹn của Lucy đã biến cô trở thành ngôi sao sáng nhất thời tiên sử, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người. Cô nổi tiếng đến mức còn được họa sĩ cổ sinh học John Gert, người Mỹ, bắt tay phục dựng hình dáng và dung nhan vào năm 1996. Hãy xem quá trình phục dựng tỉ mẩn kỳ công kéo dài hơn 3 tháng của ông để đắp nặn thành công hình hài Lucy. Quả là đáng nể phải không ạ? Cơ mà liệu giống loài của quý cô Lucy có phải tổ tiên sớm nhất của chúng ta hay không? Câu trả lời đến nay vẫn còn là một ẩn số. Nhưng dù phải hay không, cũng không thể phủ nhận hóa thạch Lucy vẫn là người khổng lồ trong lịch sử tiến hóa của nhân loại. Là ngôi sao vượn người phương Nam Australopithecine nổi tiếng nhất mọi thời đại, Lucy không chỉ là biểu tượng của giống loài, thậm chí cả chi của cô ấy, mà còn là khởi nguồn của những nhóm vượn nhân hình đứng thẳng, đặt nền móng cho sự tiến hóa của người hiện đại Homo sapiens như ngày hôm nay. Qua video này, hóa thạch Lucy đã trở nên quen thuộc hơn với bạn rồi chứ? Cùng chờ đón yêu thật nhiều những video về cuộc sống con người và động vật thời tiền sử của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.